Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân. Tập 145. Chương 1441, Lật Tung Bàn Cờ, Tạm Hoãn Sóng Gió. Ngay sau đó, phân thân của bọn họ lặng lẽ xuất phát từ địa bàn của riêng mình, dọc theo vùng đất khô cằn nhanh chóng thoát ly thời không cao duy. Biên giới thời không cao duy, từng bóng người ẩn tàng rơi vào thời không thấp duy nhất, giống như cá bơi, nhanh chóng chìm xuống. Logic của bọn họ kết nối với logic của vũ trụ, mượn sự dẫn dắt của logic vũ trụ, chỉ cần tiêu tốn một chút sức mạnh nhỏ là có thể di chuyển cực nhanh. Nhưng dù là như thế, đối với vũ trụ vô hạn mà nói, bọn họ vẫn di động chậm chạp giống như ốc sên. Trong toàn bộ vũ trụ, chỉ cần di chuyển thì nhất định phải tiêu hao lực lượng, bất kể là di chuyển trực tiếp hay là nhảy vọt thời không đều có tỷ lệ tương ứng. Bởi vậy, thời gian là chỉ tiêu di động tuyệt đối của toàn bộ vũ trụ vô hạn. Trong một chỗ thời không của Quang Minh Thiên Vực, Minh Giới Ma Quân cùng Quang Minh Đế Quân hình chiếu vô thanh hội tụ tại nơi này. Bọn họ đoán chừng đã phái ra phân thân lẻn vào thời không cấp thấp tiến hành điều tra. Minh Giới Ma Quân thấp giọng nói, ngươi cảm thấy quân đội của chúng ta còn muốn tiến về bốn vực cửu châu sao? Quang Minh Đế Quân nghe nói như thế, ánh mắt hơi ngưng trọng, cũng không trả lời, mà trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy Lý Thanh này thế nào? Minh Giới Ma Quân ánh mắt hơi trầm tư, tất cả tin tức về Lý Thanh không ngừng lóe lên trong đầu hắn. Hắn rất thích nấp trong chỗ tối, vô cùng ỷ lại vào món bí bảo kia. Đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, tuyệt sẽ không để cho mình dễ dàng rơi vào nguy hiểm tuyệt đối. Là một người rất khó đối phó, hơn nữa cũng đủ thông minh. Rất giỏi lợi dụng sơ hở của nhân tính, thủ đoạn bình thường, muốn bắt được hắn rất khó. Quang Minh Đế Quân khẽ gật đầu, ngươi có phát hiện ra một vấn đề hay không? Chúng ta tựa hồ vẫn bị hắn nắm mũi dẫn đi. Đặc biệt là vấn đề giữa hắn và Cửu Châu Tứ Vực. Hắn có bí bảo trong tay, ngươi cảm thấy hắn sẽ không biết lực lượng của chúng ta sao? Nhưng dường như hắn chưa từng để chúng ta vào mắt, thậm chí nhiều lần thiết kế hãm hại chúng ta. Chẳng lẽ hắn không sợ bản thể chúng ta ra tay? Nghe Quang Minh Đế Quân nói, Minh Giới Ma Quân bỗng nhiên ý thức được vấn đề. Ngươi nói là, hắn đang lợi dụng lòng tham của chúng ta. Hắn biết chúng ta vì giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không tiết lộ Cửu Châu bốn vực tồn tại, tuyệt đối sẽ không để bất cứ khái niệm chúa tể nào nhúng tay chuyện này. Nhưng chính vì lòng tham của chúng ta, cho hắn thời gian trưởng thành. Chỉ cần chúng ta một ngày còn muốn bí bảo trong tay hắn, hắn sẽ luôn có thể đạt được thời gian phát dục. Quang Minh Đế Quân khẽ gật đầu, cho nên ta đang suy nghĩ có nên từ bỏ độc chiếm hay không. Liên hợp tất cả tồn tại cao duy cùng nhau ra tay, cưỡng ép xuyên qua thời không vô hạn, một kích phá diệt toàn bộ Cửu Châu Tứ Vực. Thậm chí còn thả ra hai vị cường giả khái, niệm logic dây dưa lẫn nhau kia, hoàn toàn cắt đứt tất cả hy vọng của hắn. Nghe được lời của Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân nhíu mày. Hắn thở ra một hơi thật sâu, giá trị của món bí bảo kia, ngươi hẳn là hiểu rõ nặng nề cỡ nào. Ngươi nỡ chia sẻ thứ này với các chúa tể khác sao? Hơn nữa bây giờ còn có một vấn đề. Hình như vị Lý Thanh kia có một phần phân thân đã tiến vào thời không cao duy. Có thể hay không cho rằng, hắn có lẽ đã lưu lại đường lui ở những thời không thấp khác. Một khi chúng ta ra tay sai vào thời điểm, rất có thể hắn sẽ từ bỏ tất cả của mình ở bốn vực cửu châu. Tiến vào trong thời không thấp vô hạn, đến lúc đó ngươi cảm thấy chúng ta có bao nhiêu cơ hội có thể tìm được hắn từ trong vũ trụ mênh mông. Cho dù chúng ta phá hủy kiếp nạn thành đạo lần này của hắn, cuộc chiến hư không phong thần sắp diễn ra, chắc chắn sẽ có vô số nhân quả hội tụ. Hắn cũng luôn có thể tìm được chiến trường thích hợp với mình, dẫn phát kiếp thành đạo của mình. Nếu không thể 100% bắt ra, vậy còn không bằng để hắn một mực ở trong giám thị của chúng ta. Chúng ta tồn tại trên ước năm, sự kiên nhẫn của chúng ta vượt xa bình thường. Chỉ cần chúng ta nguyện ý chờ đợi, hắn luôn có thời điểm lộ ra sơ hở. Chỉ cần không thành khái niệm logic, trong mắt chúng ta hắn chính là sâu kiến. Lúc lộ ra sơ hở, chính là lúc hắn chết. Chỉ có ngàn ngày bắt trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Cho nên đề nghị của ta là tiếp tục giấu giếm, từ bỏ dẫn đường hai chi quân đội tiến về Cửu Châu bốn vực.
chuyện này vẫn là do chúng ta tự mình giải quyết đi. Minh Giới Ma Quân đưa ra ý kiến cùng đáp án của mình. Ánh mắt Quang Minh Đế Quân lóe lên, hắn áp chế lòng tham trong lòng, chỉ để lại lý trí thuần túy đang tự hỏi, phương thức như vậy có đáng giá hay không. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi nói, vậy chờ một chút xem đi. Một cơn bão đang lan tràn đến thời không cao duy, đang khuếch tán về phía vũ trụ. Nhưng quyết định của Minh Giới Ma Quân và Quang Minh Đế Quân tạm thời ngăn cản cơn bão này khuếch tán về phía Cửu Châu Tứ Vực. Lý Thanh quả thật không biết chuyện này. Cửu Châu Tứ Vực, trong cung điện của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lúc này hắn đang hết sức chuyên chú chế tác trận pháp truyền tống thuật thế giới hư không. Tòa trận pháp truyền tống này đã sắp hoàn thành toàn bộ. Trận pháp trải rộng toàn bộ thế giới, do rất nhiều tiên nhân thay phiên âm thầm hoàn thành. Từng mạng lưới trận pháp ẩn sâu dưới mặt đất, đồng thời lại kết nối với logic của toàn bộ thế giới. Kết cấu lập thể vô hình đã thông qua logic xuyên qua mỗi một góc của thế giới, cách thời điểm hoàn toàn thành hình còn có một chút, nhưng cũng không xa. Lúc này, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi động. Ánh mắt nhìn về phía ấn ký thần linh cho tàn bị hắn phong ấn. Ngươi có lời gì muốn nói sao? Tin tức vô hình tràn ngập, ngươi muốn bắt Lý Thanh. Đúng, điều này có vấn đề gì sao? Ngươi sắp chết đến nơi rồi. Hạo Nhiên Thánh Nhân híp mắt lại, sao lại nói vậy? Hắn chắc chắn đã biết sự xuất hiện của ta, thông qua bí bảo trong tay hắn. Bởi vì lúc ngươi trấn áp ta, đã dẫn tới dao động thiên đạo luân hồi to lớn. Điểm này là ngươi không thể che giấu. Khi phát giác được lai lịch và mục đích của ta, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ chúng ta. Kiếp nạn thành đạo lần này là một bước để hắn trở thành tu sĩ trường sinh. Cũng là thời cơ tốt nhất thanh trừ ngươi. Ví dụ như mượn lực lượng đối diện, lợi dụng bọn họ để giết chết ngươi. Lại hoặc là trong tay hắn có đòn sát thủ khác, ví dụ như tòa trận pháp có thể giết chết tiên nhân kia. Ta đã thấy được cái chết của ngươi. Ngươi không có cơ hội đâu. Răng rắc, sắc mặt thánh nhân âm trầm, bóp nát một vật phẩm trong tay. Lời nói của đối phương quả thật nhắc nhở hắn. Lần trước vì phong ấn gia hỏa này mà hắn gây ra động tĩnh, Lý Thanh tất có phát hiện. Muốn nhằm vào hắn, mới biết nàng triệu hoán lực lượng không thể diễn tả, đúng là có khả năng. Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân đột nhiên nở nụ cười quái dị. Ngươi nói bởi vì sự tồn tại của ngươi, cho nên hắn nhất định sẽ giết ta. Vậy nếu ngươi bại lộ trước mắt mọi người, hắn có năng lực giết chết tất cả mọi người không? Chương 1442, trò cười không biết, muốn lật bàn. Ấn ký cho tàn của thần linh nghe thấy lời của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trong lúc nhất thời, thần dường như không thể lý giải được ý tứ của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, dường như thần đã ý thức được điều gì. Ngươi muốn làm gì? Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ta muốn tiết lộ sự tồn tại của ngươi. Lúc đó ngươi nói ánh mắt của Lý Thanh sẽ còn rơi vào trên người của ta sao? Ta đã lấy được tin tức ta muốn. Ta chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với sức mạnh của các ngươi. Chỉ có lực lượng tự chủ tuyệt đối mới là lực lượng. Nếu không đó chẳng qua là dây chuyền chó cắt ở trên cổ, để ngươi vĩnh viễn làm chó. Hạo Nhiên Thánh Nhân ta, cả đời này sẽ không ở dưới người khác. Dáng người Hạo Nhiên Thánh Nhân thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, cả người tràn ngập khí tức quyết tuyệt. Một đạo ý niệm tràn ngập toàn bộ bốn vực Cửu Châu. Chư vị đồng đạo, hội nghị khẩn cấp, mời đến đây nói chuyện. Bên trong thiên cung hư ảo, từng đạo hư ảo hình chiếu im ắng hàng lâm. Sáu đại thiên đế, năm đại quỷ đế toàn bộ đến đông đủ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chỉ nghe thiên quỷ hạ giọng nói, Hạo Nhiên Thánh Nhân, ngươi có chuyện gì? Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, lần trước đánh một trận ở thế giới linh uẩn. Chân linh bản thể ta bị trọng thương, nhưng may mắn chạy trốn không chết. Đáng tiếc, lại rơi vào bên ngoài phiến vũ trụ mà chúng ta đang ở này. Ý thức chân linh của ta bị một loại tồn tại dị thường bắt giữ. Nó là một loại quái dị, nhưng mèo mó, hơn quái dị, tự xưng là tồn tại không thể diễn tả nổi. Theo tiếng nói hạ xuống, hắn đưa tay điểm một cái. Một đạo phong ấn bị lực lượng thiên đạo luân hồi phong tỏa rơi vào trong mắt mọi người. Ánh mắt mọi người nhìn thấy thứ này, trong mắt đều hơi ngưng tụ. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ trầm trọng. Bọn họ nhìn thấy ấn ký thần linh cho tàn. Chỉ nhìn thấy, trong lòng bọn họ đã dâng lên một tia kinh dị không hiểu, giống như gặp phải thiên địch. Trong tâm linh quái dị của ba vị trí tuệ logic lại càng dâng lên một mảnh kinh hãi.
bởi vì bọn họ cảm thấy bản chất của nó cực kỳ tương tự với mình, nhưng nó còn mạnh hơn mình. Giống như là tồn tại cao thủ trời sinh, có thể tùy ý áp chế bọn họ. Trên mặt ba người bọn họ nặng nề nhất, bọn họ lập tức ý thức được một khi thứ này thật sự giáng lâm, bọn họ có thể sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân cười khanh khách nói, vị này chính là Hôi Tẫn, thần linh không thể diễn tả nổi. Hắn rất đáng sợ, thậm chí có thể truyền tin tức cho ta, dễ dàng tạo thành ảnh hưởng và ô nhiễm đối với tâm linh của ta. Ta cũng lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi mới loại bỏ được ô nhiễm trong tâm linh, thống khổ trong đó, ta nghĩ các ngươi sẽ không muốn nếm thử. Mọi người ở đây nghe nói như thế, trong lòng đều nhảy dựng. Lập tức dùng thiên đạo luân hồi chi lực bảo vệ tâm linh của mình. Bọn họ rõ ràng nhận thức được, đối mặt loại tồn tại này, một cái không tốt chính là kết cục chết không có chỗ chôn. Hạo Nhiên Thánh Nhân tiếp tục nói, hắn nói cho ta biết, hắn có thể ban cho ta lực lượng, để cho ta lấy lại tất cả thuộc về ta. Các ngươi nghĩ lại cũng biết cái giá phải trả tất nhiên sẽ trở thành con rối trong tay bọn họ, trở thành con rối trong tay bọn họ. Mà Lý Thanh đã sớm biết chuyện này, thậm chí hắn còn muốn âm thầm giết chết ta, đồng thời tiêu diệt đạo ấn ký này. Trong kế hoạch trùng kích hai thế giới lần này. Ha ha ha, nhưng mà, hắn cũng không có ý định nói tin tức cho các ngươi biết. Mọi người nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Thanh. Sắc mặt Lý Thanh bình tĩnh, giống như bọn họ không phải đang nhìn mình. Hạo Nhiên Thánh Nhân lại cười khanh khách nói, căn cứ theo lời vị thần này nói, bí bảo trong tay Lý Thanh đến từ một vũ trụ thần bí không biết. Vũ trụ đó rất mạnh, ngay cả tồn tại vĩ đại sau lưng vị thần này cũng đã chú ý tới món bảo vật này. Đối phương muốn giáng lâm đến vũ trụ của chúng ta, chính là vì bảo vật này mà đến. Các ngươi nghĩ xem, có thể để cho đối phương vượt vũ trụ hàng lâm, chỉ vì cướp đoạt món bảo bối này, các ngươi nói món bảo bối này chân quý đến cỡ nào? Trong mắt mọi người ở đây đều lộ ra một tia tham lam, chỉ có thần thoại tiên nhân Linh Tê, trong mắt bảo trì một phần cảnh giác. Linh Tê là tiên nhân thần thoại, bởi vì những gì bản thân trải qua, có chênh lệch nhất định với những người như bọn họ. Bảo vật tuy tốt, nhưng còn chưa đủ để hắn sinh ra tà niệm. Lý Thanh cũng chỉ yên lặng lắng nghe, hắn đã nhìn ra ý tứ của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Đối phương đã nhận ra kế hoạch của mình, thông qua ấn ký thần linh trong tay. Lần này triệu hoán mọi người, trên bản chất là đang tạo phiền toái cho mình, tiến thêm một bước đẩy hắn về phía đối lập với tất cả mọi người. Thậm chí không tiếc bại lộ giá trị chân thực của bí bảo trong tay hắn. Trong mơ hồ, Lý Thanh nhìn thấy chính là một loại hai tay vô hình nào đó đang thúc đẩy. Hắn đang từng bước một đi về phía đối lập với tất cả mọi người, hơn nữa còn là loại không có bất kỳ chỗ trống nào. Chỉ cần đến thời gian, nguy cơ sẽ trực tiếp bộc phát. Cho nên ta đề nghị, chúng ta có nên trực tiếp hủy diệt thế giới này, bắt hắn ra hay không? Cướp đoạt bí bảo của hắn, mọi người cùng hưởng. Hạo Nhiên Thánh Nhân không nói lời kinh người, chết không thôi. Vừa lên tiếng, toàn trường liền yên tĩnh. Toàn thân tiên nhân Linh Tê đều lạnh lẽo, ánh mắt có chút rung động nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hắn không ngờ Hạo Nhiên Thánh Nhân lại quả quyết đến trình độ như vậy. Lý Thanh cũng nheo mắt lại, hắn ý thức được Hạo Nhiên Thánh Nhân đang muốn lật bàn cờ. Hắn biết mình có rất nhiều kế hoạch, cho nên dứt khoát phá hủy toàn bộ kế hoạch. Giờ khắc này, Lý Thanh cũng không khỏi bội phục Hạo Nhiên Thánh Nhân. Sau khi trải qua một lần thất bại to lớn, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự lật bàn cờ, tất cả vì giết chết mình. Ánh mắt của rất nhiều tiên nhân và logic trí tuệ khác lộ ra vẻ suy tư. Bọn họ thật sự đang suy nghĩ đến khả năng này. Lý Thanh cười ha ha, Hạo Nhiên Thánh Nhân, ngươi muốn lật bàn cờ, bước này đúng là đã đi đúng. Nhưng có một điểm ngươi tính sai, ngươi không nhấc bàn cờ lên được. Lật bàn cờ, tất cả các ngươi đều phải chết, nhưng ta chưa chắc sẽ chết. Rất nhiều tiên nhân nghe vậy, ánh mắt đều nhìn về phía Lý Thanh. Lúc này, mọi chuyện đã đến mức vô cùng sắc bén. Nếu Lý Thanh không nói ra nguyên nhân, chỉ sợ hôm nay tứ vực cửu châu sẽ sụp đổ. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu, bất tử bần đạo, sau khi ta chết đi đâu thèm quan tâm hồng thủy ngập trời. Hạo Nhiên Thánh Nhân ngươi vĩnh viễn đều tự nhận là đại cục. Chỉ cần mình không chết, chỉ cần mình có thể đạt được chỗ tốt, cái gì cũng có thể mặc kệ. Nhưng ngươi tựa hồ đã quên, chúng ta bây giờ đang ở trong trạng thái gì? Các ngươi cho rằng bên ngoài chỉ có hai vị cường giả khái niệm logic cùng năm vị tiên nhân dị vực sao? Sai rồi, bên ngoài còn có một vị tu hành giả tầng cấp thời không thiên đạo cũng đã đến. Nói cách khác,
bên ngoài có bốn cỗ khái niệm ban đầu, khái niệm địch nổi. Lật bàn cờ lên, ngươi cho rằng các ngươi có thể sống sót đi ra ngoài sao? Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích. Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1443, lời nói phá cục, thần linh làm khó dễ. Đây là nguyên nhân đầu tiên ngươi không thể lật bàn cờ. Nguyên nhân thứ hai, các ngươi cũng đừng quên, bên trong cửu châu tứ vực này còn có hai vị cường giả khái niệm logic bị phong ấn ở chỗ này. Bọn họ còn lợi hại hơn so với bên ngoài. Chỉ cần các ngươi lật bàn cờ, ai cũng không đi được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên nhân thứ ba, các ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng chân thân của ta nhất định sẽ tồn tại ở bốn vực cửu châu? Các ngươi nhất định cho rằng hủy thế giới là có thể tìm được ta sao? Ha ha, nếu như là quá khứ, các ngươi quả thật có thể làm được. Nhưng khi ta bước vào pháp tướng cảnh, các ngươi cũng đã mất đi cơ hội. Bây giờ các ngươi còn có cơ hội, đó chính là kiếp nạn thành đạo của ta. Trừ chuyện đó ra, các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tìm được chân thân của ta. Nếu các ngươi lật bàn cờ, cùng lắm thì ta từ bỏ trận chiến tranh này làm kiếp số. Hư không vô tận, luôn có mục tiêu thích hợp để ta sử dụng, giúp ta đạp phá kiếp nạn thành đạo. Hiện tại, ngươi còn muốn lật bàn cờ sao? Lúc ta còn nguyện ý cùng các ngươi chơi đùa, các ngươi tốt nhất cùng ta chơi ván này. Còn lật bàn, ai mà không biết? Các ngươi cũng đừng quên, ta biết rõ thiên tri phong ấn ở nơi nào. Các ngươi có thể mượn lực lượng thiên đạo luân hồi để phá hủy thế giới, ta cũng có thể mượn lực lượng thiên đạo luân hồi để mở phong ấn. Lúc này Lý Thanh vô cùng tự tin, lật bàn hắn cũng biết, về phần là cá chết hay là lưới rách, đó chính là hai chuyện khác nhau. Mọi người ở đây nghe Lý Thanh nói vậy đều sầm mặt lại. Trong lúc vô hình, Lý Thanh lại mang đến áp lực cực lớn cho bọn họ. Trong mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra sát cơ, vô số tin tức vận chuyển trong đầu hắn. Tất cả những quá khứ đều không ngừng được suy diễn trong lòng. Bọn họ biết mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, có lẽ kiếp nạn thành đạo là cơ hội cuối cùng. Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nhiên lộ ra ý cười nhàn nhạt. Lý đạo hữu nói đùa, vừa rồi bất quá là một đề nghị nho nhỏ mà thôi. Ván này chúng ta có thể tiếp tục chơi, chúng ta có thể chơi đùa cho thật vui. Tất cả đều là minh bài, trong lời nói vừa rồi lại tràn ngập giao phong vô hình. Toàn thân tiên nhân Linh Tê mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn vừa rồi rõ ràng cảm ứng được thế giới sắp sửa đi về hướng hủy diệt. Một loại tử vong mơ hồ, tương lai đều bao phủ trong lòng hắn. Nhưng loại tương lai này lại bị Lý Thanh cắt ngang, chỉ cần nói một câu đã làm tan rã đồng minh của tất cả mọi người. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thanh, ý thức được hình như Lý Thanh đã sớm có phòng bị. Tất cả thế cục đều nằm trong dự liệu của đối phương, làm cho tất cả mọi người ngay cả cơ hội lật bàn cũng không có. Nhưng chính hắn lại có thể bảo toàn bản thân. Lấy thân nhập cục, thắng thiên bán tử. Vị Lý đạo hữu này thật sự là kinh thiên động địa. Lấy thân pháp tướng, mượn rất nhiều ngoại lực, thành ván cờ này, hóa thành kiếp nạn của đạo. Càng suy tư, càng cảm giác ván này tinh diệu. Lúc này, thanh âm thiên quỷ âm trầm bỗng nhiên vang lên. Quả thật, nếu như chỉ có chúng ta lật bàn quả thật không đủ. Nhưng nếu chúng ta liên hợp với bọn họ thì sao? Ngươi nói chúng ta nhấc bàn lên được không? Ánh mắt thiên quỷ âm trầm, lạnh lùng nhìn Lý Thanh. Lý Thanh nghe thấy lời này, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường. Bảo hổ lột ra, chỉ bằng các ngươi cho rằng người bên ngoài là ai? Hai đại chúa tể thời không cao duy, thượng quỳnh thiên bảo quang minh đế quân. Luân hồi chuyển sinh tới minh giới ma quân, đó là tồn tại vĩ đại chúa tể toàn bộ vũ trụ. Còn muốn hợp tác với bọn họ, ta xem các ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Có biết vì sao bọn họ chỉ là phân thân hàng lâm không? Bởi vì bọn họ muốn che giấu sự tồn tại của ta. Bọn họ không muốn để cho bảy vị chúa tể khác phát giác được bí bảo trong tay ta. Phàm là ta chỉ cần lộ ra một tia dấu vết chân chính, bọn họ sẽ không hề cố kỵ trực tiếp lấy phân thân làm tọa độ, xé rách thời không giáng lâm. Đến lúc đó thiên và thiên địch cũng sẽ được thả ra. Ở trước mặt bốn vị cường giả khái niệm logic, chỉ bằng các ngươi muốn đoạt được bảo vật cuối cùng. Người si nói mộng, các ngươi chỉ có một con đường chết. Đây là dưới tình huống các ngươi có thể bảo đảm ta bại lộ. Chúng ta dựa vào cái gì cho rằng các ngươi có thể bảo đảm ta thật sự sẽ bại lộ ở trong mắt các ngươi?
Ta đã nói rồi, các ngươi không có tư cách lật bàn. Đừng nói những lời vô nghĩa này, nói một chút xem nên xử lý ấn ký Hôi Tẫn Thần Linh này như thế nào đi. Lời nói của Lý Thanh tràn ngập tự tin. Cục diện bây giờ cường địch vờn quanh, bây giờ muốn lật bàn đã muộn. Thời cơ thích hợp nhất của bọn họ chính là lúc cuộc chiến phong thần vẫn còn tiếp tục. Lúc đó còn không có kẻ thù bên ngoài, là cơ hội duy nhất bọn hắn có thể thông qua hủy diệt tất cả sinh mệnh thế giới đem hắn bắt ra. Nhưng lúc đó bọn họ lấy đại cục làm trọng, muốn thành lập tam giới phong thần, đồng thời lại đánh giá thấp giá trị bảo vật, tự nhiên sẽ không còn cơ hội. Hiện tại, bọn họ càng không có cơ hội này, cửa sổ thời gian đã qua. Rất nhiều thiên đế, quỷ đế ở đây rơi vào trầm mặc. Mọi người sau khi cẩn thận suy nghĩ thì kinh ngạc phát hiện, tất cả đều giống như Lý Thanh đã nói. Bọn họ bỏ lỡ thời cơ cuối cùng, đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Trong lòng những quái dị đã từng là tiên nhân và logic trí tuệ đều dâng lên hối hận. Bọn họ hối hận vì đại cục đã từng lấy đại cục làm trọng, hối hận vì sự ngạo mạn trước đây của mình, càng hối hận vì mình sơ suất. Vô số tâm tình quanh quẩn ở trong tâm linh, bọn họ. Lúc này, thần linh As bỗng nhiên phát ra tin tức. Các ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần các ngươi nguyện ý thờ phụng vĩ đại thì không thể diễn tả. Các ngươi sẽ đạt được sức mạnh vô tận, chỉ là khái niệm logic trở tay có thể diệt. Đến đây đi, cừu non lạc đường, chỉ cần các ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể thu được lực lượng. Tiến vào dưới trướng của tồn tại vĩ đại, cảm thụ uy lực không thể diễn tả. Đó là tồn tại vượt qua trung yên logic, là khởi điểm của tất cả kết thúc. Thanh âm cuồn cuộn rung trời động đất. Giờ khắc này, cung điện hư ảo cũng hiển hóa ra một hư ảnh thần bí vô cùng kinh khủng. Rõ ràng là hình ảnh mơ hồ của Hôi Tẫn thần kỳ. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh đột nhiên gầm lên. Thật can đảm. Lực lượng thiên đạo luân hồi khủng bố lặng yên giáng xuống, nháy mắt đã phá diệt một đạo hình chiếu hư ảo này. Ấn ký cho tàn của thần linh cũng trở nên ảm đạm. Lúc này, các thiên đế và quỷ đế khác đều sợ hãi cả kinh. Vừa rồi khi tinh thần bọn họ chấn động, thế mà lại bị ảo ảnh này chấn nhiếp. Trong tâm linh, mơ hồ phảng phất có ảo ảnh nào đó đang thành hình. Đây là do hình tượng bọn họ nhìn thấy trong trí nhớ tạo thành, từ hư ảo hóa thành hiện thực. Bọn họ đều là vong hồn bốc lên, cấp tốc điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, thanh trừ ký ức vừa rồi. Trong nháy mắt chém chết ký ức vừa rồi, bọn họ khôi phục trạng thái tâm linh yên ổn. Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn ấn ký của thần linh. Bọn họ quả thực không thể tin được, vẻn vẹn chỉ là một đạo ấn ký, hình chiếu phát ra đã sinh ra ảnh hưởng to lớn như vậy đối với bọn họ. Chương 1444, lòng tham lam, dập tắt vọng tưởng. Lúc này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này bọn họ mới hiểu rõ vì sao Hạo Nhiên Thánh Nhân phải chịu đựng thống khổ của ý thức chân linh, cũng phải cưỡng ép loại bỏ loại ảnh hưởng này. Bởi vì loại lực lượng này quá quỷ dị, vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tâm linh người khác, lực lượng của bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ có lực lượng tàn tật của thiên đạo luân hồi mới có thể chống cự. Sắc mặt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật ngưng trọng nói, chư vị, vật này tuyệt đối không thể lưu. Chúng ta phải nhanh chóng phá hủy nó mới được. Lực lượng này khuếch tán ra bên ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt. Những người khác ở đây thì thần sắc khác nhau, tựa hồ lâm vào trầm tư nào đó. Chỉ nghe Nghịch Loạn Thương Sinh Tẫn Yêu Hoàng bỗng nhiên nói, các vị, lực lượng thứ này vậy mà thần kỳ như thế. Ngươi nói xem chúng ta có khả năng tiến hành nghiên cứu đối với hắn hay không? Lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, tiến hành đào móc cấp độ sâu đối với nó. Nói không chừng chúng ta có thể đạt được một loại khái niệm logic địch nổi, một loại lực lượng khác. Nghe y nói vậy, trong lòng mọi người đột nhiên chấn động, ánh mắt lóe lên. Bọn họ một, đường tu hành đến bây giờ, cuối cùng vẫn là vì nắm giữ vận mệnh của mình. Bây giờ bọn họ cũng chỉ là tiên nhân tầng dưới chót, khoảng cách khái niệm logic còn có 2 cấp bậc. Hơn nữa có thể thành công hay không còn không biết. Tồn tại tự xưng có thể vượt qua trung yên logic xuất hiện trước mắt khiến bọn họ vô cùng nóng mắt, trong lòng đều dâng lên một chút suy nghĩ. Lý Thanh nhìn vẻ mặt của bọn họ, đã biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Một giọng nói nhàn nhạt chậm rãi vang lên. Nếu như ta là các ngươi, sẽ không đi đụng vào loại lực lượng này. Không thể diễn tả, đúng là lực lượng trung yên logic có thể địch nổi. 100 triệu năm trước, cũng là bởi vì trung yên logic cùng không thể diễn tả va chạm.
vũ trụ của chúng ta đã tách ra từ vũ trụ vô hạn chân chính, tạo thành một vũ trụ độc lập mà phong bế. Sau đó dần dần sinh ra 9 vị chúa tể khái niệm logic. Dù cho đến bây giờ, dấu vết lưu lại của mạc danh trạng còn có lực lượng trung yên logic vẫn đối kháng lẫn nhau ở trong mảnh vũ trụ này của chúng ta. Chỉ có điều không có sự ủng hộ của bản thân bọn họ, chỉ là sức mạnh còn sót lại đối kháng. Các ngươi cho rằng quái dị là từ đâu tới? Quái dị chính là do sức mạnh không thể diễn sinh ra. Sức mạnh có thể xé rách vũ trụ, các ngươi cảm thấy các ngươi có tư cách chạm vào sao? Những thứ này đều là tin tức ta thông qua một số thủ đoạn nào đó lấy được. Trong lời nói của Lý Thanh tràn ngập sự miệt thị nhàn nhạt. Tất cả mọi người đều giật mình, bọn họ cũng nhíu mày. Lời nói của Lý Thanh khiến lòng bọn họ lập tức dâng lên cảnh giác. Đặc biệt là quái dị có 3 đại trí tuệ. Nghe được sự ra đời của mình là nhận lấy ảnh hưởng của dấu vết lưu lại của Mạc Khả Danh, hắn lập tức ý thức được quá nhiều nguy hiểm tiếp xúc. Có lẽ đối phương sẽ thông qua hình thức nào đó không biết ảnh hưởng đến mình, do đó để mình biến thành nô lệ của bọn họ. Loại khả năng này, dù chỉ có 1/1000, 3 người bọn họ cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thiên quỷ nhíu mày lại, vẫn là phá hủy nó triệt để đi. Vừa rồi các ngươi cũng cảm nhận được, loại sức mạnh này vượt quá tưởng tượng. Ta không cho rằng mình có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng trong lúc tiếp xúc. Lực lượng thiên đạo luân hồi cũng tuyệt đối không phải vạn năng. Tuy bọn họ cho rằng tin tức của Lý Thanh chưa chắc là thật, nhưng ít ra có một phần là thật. Hơn nữa, bọn họ đã thể nghiệm qua sự khủng bố vừa rồi, bọn họ không hy vọng thể nghiệm lại một lần nữa. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, ta cũng đồng ý hủy diệt. Ta không cho rằng tiếp xúc với bọn họ, chúng ta có thể có kết quả tốt gì. Bỏ phiếu đi, Lý Thanh thản nhiên nói, ta tán thành hủy diệt. Một vị tiên nhân đều biểu đạt ra ý kiến của mình, rất nhanh đã hơn phân nửa. Lúc này, ấn ký thần linh As dường như dự cảm được sự hủy diệt của mình. Hắn bỗng nhiên phát ra ý niệm nhàn nhạt, ta tiên đoán. Dê Lạc Đường, các ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái nhìn chăm chú không thể diễn tả. Rồi sẽ có một ngày, không thể có chuyện gì xảy ra. Vũ trụ của các ngươi cũng sẽ trở thành khu vực săn bắn không thể diễn tả được. Các ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì hành động hôm nay. Tiếng nói của hắn không ngừng quanh quẩn, ấn ký bản thân kịch liệt thiêu đốt, thẳng đến biến thành một mảnh hư vô. Sắc mặt mọi người đều giật mình, bọn họ điên cuồng điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, trong ngoài không ngừng càn quét. Sau khi xác định đạo ấn ký này đã triệt để tiêu diệt, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng mọi người đều dâng lên một luồng khói mù khổng lồ. Lời nói mới vừa rồi rõ ràng không phải chỉ đơn giản là nói suông. Dự ngôn, nội dung này rõ ràng ẩn chứa tin tức đáng sợ. Lý Thanh nhạy bén cảm giác dường như trong lời nói của đối phương có lưu lại thứ gì đó. Bản ghi chép dịch đạo, nhanh chóng thông qua ngọc bản hoàn nguyên. Bản mới, lời tiên đoán của Hôi Tẫn Thần Linh. Lời tiên đoán của As có ẩn chứa sức mạnh. Hắn thông qua ấn ký của mình đốt cháy, khởi động tin tức không thể diễn tả, để lại cho tất cả mọi người một tia sợ hãi trong tâm linh. Sợ hãi này sẽ dần dần lên men trong lòng bọn họ, ở thời điểm bọn họ nguy cấp sẽ xuất hiện, tiến hành dụ hoặc đối với bọn họ. Cuối cùng, bọn họ sẽ sa đọa trở thành cừu non không thể diễn tả. Lý Thanh nhìn thấy thông tin trên miếng ngọc, khẽ thở dài. Lúc này, hắn cũng không thể làm gì đối với thủ đoạn Hôi Tẫn Thần Linh. Những tồn tại này thật sự là chết rồi cũng không để cho người ta an tâm. Cho dù tự hủy diệt, cũng phải lưu lại một chút phục bút. Ta phải nói cho bọn họ biết sao. Trong lòng Lý Thanh lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ mình có nên tiết lộ những tin tức này ra ngoài hay không. Dịch đạo không ngừng suy tính, đủ loại khả năng trong tương lai không ngừng lấp lóe. Rất nhanh trong lòng hắn đã suy tính ra 2 loại khả năng lớn nhất. Nếu như ta nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ tiêu diệt hết ký ức liên quan đến lời tiên đoán này trong lòng. Sẽ thanh trừ ảnh hưởng của sợ hãi. Nhưng Mạc Vô Danh đã chú ý tới nơi này. Vũ trụ này vẫn luôn có tin tức lưu lại không thể diễn tả được. Chỉ cần dấu vết lưu lại không thể diễn tả được ngưng tụ ra một chút bản chất không thể diễn tả, thì có thể phóng ra lực lượng thuộc về nó. Đến lúc đó toàn bộ vũ trụ đều sẽ gặp phải nguy cơ. Nếu ta không nói cho bọn họ, sợ hãi vẫn sẽ tồn tại. Nhưng có thể giáng lâm hay không thì có thể chịu ảnh hưởng của ta. Đặc biệt là ở bên trong kiếp nạn thành đạo, đây là một điểm thời gian vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần có thể dọn dẹp mục tiêu giáng lâm trước khi giáng lâm là có thể tạm thời ngăn cản hắn giáng lâm,
đồng thời tiếp tục kéo dài thời gian. Khống chế nguy cơ ở trước mắt ta, dù sao cũng tốt hơn là nguy cơ từ nơi nào đó chưa biết. Lý Thanh cuối cùng cũng không tiết lộ cạm bẫy chôn trong lời tiên đoán ra ngoài. Hắn muốn để thế cục và tin tức tận lực hội tụ ở bên cạnh hắn, để hắn có thể thời khắc nắm chắc toàn cục. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua chư vị thiên đế và quỷ đế, sắc mặt biến hóa bất định. Hiện lên một tia cười lạnh, các vị, bây giờ chúng ta tiếp tục bắt đầu chuẩn bị chiến tranh với thế giới linh uẩn đi. Trận chiến tranh này chỉ cần thắng lợi, mỗi người chúng ta đều sẽ đạt được tăng lên thật lớn. Đương nhiên, đây cũng là cơ hội cuối cùng các ngươi tìm được ta. Hy vọng các ngươi đừng lãng phí. Lý Thanh thản nhiên nói như khiêu khích. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1445, Chiến trường thứ hai, Bách Đại Thế Giới. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, thần sắc khác biệt. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhếch mép cười lạnh, dường như đã tính trước kỹ càng. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong mắt Thiên Quỷ tràn đầy vẻ phẫn hận, sát khí trong lòng tỏa ra bốn phía. Trong mắt Linh Tê hiện lên một tia lo lắng, thế cục hiện tại rắc rối phức tạp, hắn cũng không biết tương lai rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì. Một cuộc hội nghị kết thúc im lặng, nhưng phong ba sau đó vẫn sẽ lan tràn. Chân thân của Lý Thanh ở trong động thiên lánh kiếp. Nơi này vẫn luôn bị lực lượng thiên đạo luân hồi che giấu, ai cũng không tìm được. Hắn yên lặng thức tỉnh từ trong trường sinh linh chú, hơi hoạt động tay chân một chút. Cảm thụ được nguyên thủy pháp tướng chính mình viên mãn, một cỗ kiếp khí vô hình đang tràn ngập, tùy thời có khả năng dẫn phát kiếp số ngập trời. Ánh mắt khẽ híp lại, kiếp nạn thành đạo lần này đã bị bọn họ nhìn thấu. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho ta. Đầu tiên, hiện tại thân thể của ta nhất định phải phủ xuống, kết nối kiếp khí đến thế giới này. Suy xét đến bọn họ có ý nghĩ lật bàn, sự xuất hiện của ta chỉ có thể dừng lại trong nháy mắt. Trong nháy mắt này chính là ở thế giới truyền tống, đem tất cả mọi người cuốn vào trong trận truyền tống này. Chiến trường chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt hai thế giới va chạm, chính là lúc nhân quả lớn nhất, mà bọn họ cũng nhất định sẽ động thủ lần thứ nhất vào lúc đó. Ta nhất định phải xuất hiện ở chiến trường, nhưng đó là một trận chiến tranh cấp bậc tiên nhân, ta xuất hiện trong nháy mắt có thể đối mặt với vây công. Cho nên, nhất định phải đồng thời thi triển ra thủ đoạn, trong nháy mắt va chạm xuất hiện ở chỗ sâu trong hải dương hắc ám. Đồng thời phải lợi dụng hủy diệt tâm kiếm giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp quần hùng. Khoảng trống này chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Kế tiếp chính là hỗn chiến, bọn họ muốn ngăn trở rất nhiều tiên nhân của thế giới linh uẩn, còn có ba vị cường giả khái niệm logic. Ban đầu xâm nhập, lực lượng thiên đạo luân hồi gần như không còn thừa lại quá nhiều. Cho nên thân phận thiên mệnh chi tử của thế giới linh uẩn ta liền phi thường quan trọng, ta cần dẫn dắt quân đội ta khống chế. Phối hợp đạo binh bốn vực cửu châu, trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống toàn bộ thế giới linh uẩn. Chỉ cần thống trị sinh mệnh của thế giới linh uẩn liền hầu như không có sức phản kháng. Theo sinh mệnh nhất thống, thế giới linh uẩn sẽ tăng tốc bị nuốt vào bốn vực cửu châu, thiên đạo luân hồi chi lực sẽ tự nhiên mở rộng tiến vào thế giới linh uẩn. Khi thiên đạo luân hồi chi lực bao trùm toàn bộ thế giới linh uẩn, chính là lúc đối diện hoàn toàn bại lui. Chỉ cần bọn họ lui, kiếp số này chính là ta thắng. Vô tận khí số hội tụ, có thể bước vào cảnh giới trường sinh ngay tại chỗ. Nhưng cân nhắc đến công kích đến từ Trung Yên Logic, trong nháy mắt ta bước vào cảnh giới trường sinh, đây là lúc khí cơ ta lớn nhất, có thể sẽ có tai nạn lớn hơn nữa buông xuống. Lực lượng hình dáng không thể diễn tả cũng chú ý tới ta, kiếp nạn trường sinh sẽ vô cùng hung hiểm. Bọn họ cũng có thể sẽ động thủ lần thứ hai. Thân tương lai và thân quá khứ cũng cần trải qua một kiếp số to lớn vào cùng một thời khắc. Chỗ bọn họ có lẽ có thể trở thành một điểm phá cục khác. Khu vực trận pháp thế giới đã tới gần một mảnh chiến trường, trận chiến trường này sẽ là kiếp số tốt nhất. Nguy hiểm nhất chính là một cái chớp mắt kia, cùng một cái chớp mắt thành đạo cuối cùng kia, chỉ cần tránh thoát, trận kiếp số này liền thắng. Trong ánh mắt lóe lên vô số tính toán, dịch đạo mô phỏng tương lai, tất cả số liệu, tất cả tin tức đã biết đều bị tính toán trong đó. Một bức tranh ầm ầm sóng dậy xuất hiện trong lòng hắn. Lúc này, sự chú ý của hắn tập trung đến vị trí của thân tương lai và thân quá khứ. Hư không chỗ thế giới trận pháp, sau khi cắn nuốt thế giới hắc ám, lực lượng tầng cấp của thế giới trận pháp càng mạnh hơn.
Trong hư không, tốc độ di động của nó cũng lớn hơn, giống như lỗ đen, hấp thu tinh khí mỏng manh trong hư không. Sương mù khổng lồ như sóng thần, cắt qua hư không hắc ám, đến một khu vực lóe lên vô số ánh sáng. Ở khu vực này kéo dài khoảng cách ước chừng 100 vạn dặm. Nhưng trong phạm vi 100 vạn dặm này xuất hiện không ít thế giới sáng sủa, số lượng vượt qua trên 100 cái. Lúc này, trên 100 thế giới này đang không ngừng tới gần nhau, mắt thấy sắp triệt để va chạm vào nhau. Đây là một loại lực hút cực lớn, bởi vì thế giới quá gần sẽ tạo thành hiện tượng va chạm lẫn nhau. Tất cả thế giới đều bị loại lực hút này cuốn lấy, căn bản không thể thoát khỏi. Phương xa, một làn sương mù to lớn bao phủ tới, đang nhanh chóng tiếp cận nơi một mảnh thế giới khổng lồ va chạm. Trong những thế giới này có một ít khí tức cấp bậc tiên nhân, số lượng chừng 9 đạo. Bọn họ đang dựa vào thế giới, tỏa ra ánh sáng khủng bố, tạo dựng bình chướng phòng ngự ở bên ngoài thế giới, cũng có ma sát với nhau. Bọn hắn đang ứng đối va chạm mang tính hủy diệt sắp bộc phát. Trong thế giới khác, tu sĩ cấp bậc kiếp cảnh cùng trường sinh cũng đang sẵn sàng ra trận, co rút binh lực, tập trung nhân khẩu, ứng đối va chạm sắp bộc phát. Thời gian này sẽ không vượt qua 3 tháng. Ánh mắt của quá khứ thân và vị lai thân đều nhìn về phía rất nhiều thế giới này, trong ánh mắt tràn ngập ra một tia ngưng trọng. Nơi này chính là nơi kiếp số bọn họ chọn, nhưng trước khi va chạm mạnh, bọn họ phải làm phục bút trước. Cân nhắc đến đại chiến 4 vực cửu châu cùng thế giới linh uẩn, nơi này va chạm cũng cực kỳ quan trọng, quan hệ đến phá cục nửa đoạn sau. Hơn 100 bóng người im ắng xuất hiện ở phía sau thân thể quá khứ. Chính là phân thân của cao thủ các lộ đến từ cửu châu tứ vực. Quá khứ thân bình tĩnh nhìn bọn họ, nhẹ nhàng vung tay lên. Từng đạo hạt giống tín ngưỡng rơi vào trong tay bọn họ. Chư vị, nơi này có hơn 100 thế giới, hiện tại ta cần các ngươi lẻn vào trong đó. Chuẩn bị cho va chạm mạnh của thế giới sắp đến. Sau lần thắng lợi này, chúng ta có thể xây dựng ra trận pháp càng cường đại hơn, các ngươi cũng sẽ tiến thêm một bước. Trong mắt rất nhiều cường giả đều lóe ra chờ mong. Cầm hạt giống tín ngưỡng, từng người thi triển ra thủ đoạn kỳ diệu độn ra đại trận sương mù. Bọn họ đều tế ra một loại đạo khí kỳ diệu. Một loại thần toa kỳ lạ hòa làm một thể với hư không vũ trụ, dùng tiêu hao nhỏ nhất xuyên qua vũ trụ. Cho dù là khoảng cách 100 vạn dặm, đối với bọn họ mà nói chỉ cần toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể xuyên qua trong vòng 3 ngày. Quá khứ nhìn thấy rất nhiều cường giả rời đi, ánh mắt nhìn về phía vị lai thân. Tiếp theo, logic văn minh từ trên người hắn khuếch trương. Bắt giữ tinh khí trong hư không không một tiếng động. Thân thể đều biến thành mạng lưới logic, lấy tốc độ càng lúc càng nhanh hướng về phương hướng những thế giới kia mà đi. Biết người biết ta, 100 trận 100 thắng. Bất quá 3 ngày thời gian, quá khứ thân đã đi tới một cái phụ cận lớn nhất trong trên 100 cái thế giới này. Trong thế giới này có khoảng 3 vị tiên nhân, đường kính đạt đến 3 vạn dặm. Đơn thuần từ trên bản chất mà nói, đã có được 1/3 thể lượng của thế giới linh uẩn. Lúc này, mặt ngoài mảnh thế giới này bao trùm 3 loại quang huy khác nhau. Chương 1446, Tam Nguyên Thế Giới, Tổ Hợp Thể Chế. Hắn đi tới bên ngoài tòa thế giới lớn nhất này, cũng không có tùy tiện xông vào trong đó. Hắn ẩn giấu sự tồn tại của mình, tựa như một mảnh hư không, lặng lẽ phiêu động theo mảnh thế giới này. Đồng thời, một bản sao từ trong thân thể quá khứ đi ra, lặng lẽ tiếp xúc với tấm chắn thế giới. Hắn có thể cảm giác được, trong 3 loại quang huy khác nhau tràn ngập logic cường đại. Lúc này, bên ngoài mảnh thế giới này vẫn có 3 bóng người đang đứng thẳng. Bọn họ tràn ngập dao động cấp bậc tiên nhân, đang giằng co với 3 thế giới gần đó. Lực lượng cách mấy vạn dặm hư không không ngừng giao phong, hư không giữa mấy thế giới nổ tung một mảnh lại một mảnh lô rồng va chạm quang huy. 3 thế giới khác cách thế giới to lớn này chỉ mấy vạn dặm. Giữa 2 bên đã hình thành một loại kết cấu lực hấp dẫn, 3 thế giới xoay tròn vờn quanh mảnh thế giới này. Trên 100 thế giới đều đang tới gần một phương hướng, một loại lực hút trong tối tăm dẫn dắt chúng nó. Một màn như vậy đang phát sinh ở giữa rất nhiều thế giới, càng đến gần, lực hút giữa chúng nó hình thành dẫn dắt lẫn nhau càng nhiều. Lúc này, 4 thế giới quá khứ này, trùng kích lẫn nhau là kịch liệt nhất. Tổng cộng có 6 vị tiên nhân, phát sinh đối kháng kịch liệt. Phục chế thể của Lý Thanh Thi triển ra một môn pháp thuật kỳ lạ, hư không du đại thiên. Môn thuật này có đặc tính lớn nhất là có thể dung nhập vào trong không gian, xuyên thẳng qua khu vực bị một ít lực lượng phong tỏa. Thể sao chép bùng phát toàn bộ sức mạnh,
dung nhập vào trong không gian, lóe lên xông về phía thế giới bị ánh sáng ba màu bao phủ này. Hắn nắm bắt thời cơ vừa vặn, ngay khi ba vị tiên nhân trong thế giới ánh sáng ba màu đối kháng với ba thế giới khác, trong nháy mắt đã tiến hành xuyên thấu. Chớp mắt đã tiến vào trong thế giới, không gian ba động yếu ớt, khiến cho một vị tiên nhân trong đó chú ý. Trên người hắn tràn ngập một loại lực lượng hàn quang như tuyết, dường như có thể đông kết hồn phách, đóng băng vạn vật. Ánh mắt lạnh như băng nhìn vào bên trong thế giới, trong ánh mắt lóe ra một mảnh hào quang thần bí. Nhưng hắn cũng không thể nhìn thấu sự tồn tại của phục chế thể. Phục chế thể quá thân rất nhanh rơi xuống mặt đất, rất nhanh đã tìm được một tòa thành thị. Thời gian hắn có thể tồn tại chỉ có một ngày, hắn nhất định phải thu thập đủ tin tức trong vòng một ngày. Thành thị này là một tòa thành thị phi thường huy hoàng, diện tích chỉ ít có mấy chục mét vuông, ở cổ đại đã là quái dị khổng lồ, ở vào phương Tây toàn bộ thế giới. Thể phục chế rất dễ dàng lẻn vào trong đó, nơi này không khác gì thế giới nhân loại cổ đại. Vừa vào thành, phục chế thể nhìn thấy chính là ngựa xe như nước, vô cùng phồn hoa. Hơi cảm giác tinh khí trong không khí, hơi nhíu mày. Tất cả tinh khí đều rỗng tuếch, dưới sự quan sát của hắn, rất nhanh phát hiện những tinh khí này bị hút vào trung tâm của tòa thành thị này. Trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ diệu, hắn ý thức được một thứ. Trên bầu trời tòa thành thị này tồn tại một cái động thiên, toàn bộ thành thị tất cả mọi người là người cung dưỡng cho tòa động thiên này. Phục chế thể có tu vi cấp bậc nguyên thần, lóe lên liền đi tới trung tâm thành thị, nơi này cư ngụ phần lớn đều là quan to quý nhân. Chọn lựa mấy người tuổi đủ lớn, có chút tu vi cơ sở trong người, trực tiếp chính là một chư, Thiên Văn Minh Trường Hà. Rất nhanh những người này đã bị hắn tiến hành tẩy não, nhân cách tái tạo, đồng thời thu thập được tin tức của thế giới này. Nơi đây tên là Tam Nguyên Thế Giới. Ở thế giới này là tồn tại được xưng là Tam Tiên Đạo Quân. Ba vị đạo quân này theo thứ tự là Hàn Phách Đạo Quân, Thái Thần Đạo Quân, Tà Long Đạo Quân. Ba đại đạo quân cùng trị thế, để lại ba đại đạo thống, âm thầm khống chế vương triều thay đổi toàn bộ thế giới. Ba đạo thống lớn lần lượt là Thiên Hàn, Thái Thần, Long Thần. Bọn họ ở trước mặt người bình thường chính là ba cái khác nhau tôn giáo, cung phụng đều là ba vị đạo quân, nhìn như ba nhà, kỳ thực là một mạch. Tam đại đạo thống nâng đỡ hoàng triều 300 năm đổi một lần, mỗi một lần hoàng triều thay đổi đều là một lần thanh tẩy đối với thế lực cũ thế giới. Đồng thời cũng tiến hành một quá trình thanh tẩy quái dị sinh sôi trong bóng tối. Mỗi một tòa thành thị đều nhất định có một tòa động thiên, bất luận lớn nhỏ đều sẽ thành lập, mục đích là hấp thu tinh khí ở mức độ lớn nhất. Giảm khả năng tinh khí sinh ra quái dị đến mức nhỏ nhất, từ đó tránh tạo thành phá hoại đối với thế giới. Đồng thời cũng đem tinh khí sinh ra khu vực quái dị, tận khả năng khóa chặt ở động thiên, ở trong động thiên có các đại tu hành giả tiến hành thu gặt. Vừa có thể thu thập đầy đủ tài nguyên tu hành, lại có thể tránh cho tinh khí dư thừa sinh ra ảnh hưởng ở trong thế giới, có thể để cho thế giới duy trì ở trạng thái hấp thu tinh khí hoàn mỹ. Tinh khí dư thừa thì là do rất nhiều người tu hành tiến hành tiêu hóa. Lý Thanh yên lặng quan sát, rất nhanh hắn đã nhận ra một vài điểm kỳ lạ của thế giới này. Quá khứ thân thông qua mấy người cầm quyền này hiểu được một bộ phận tin tức bên ngoài thế giới. Ánh mắt nhìn về phía động thiên trên đỉnh đầu, côn bằng hư không du đại thiên được hắn thi triển lần nữa, lặng yên không một tiếng động chui vào trong động thiên. Rất nhanh hắn liền phát hiện, bên trong động thiên bố trí trận pháp, có thể phòng ngừa có quái dị chạy đi. Đồng thời có tính sát thương cường đại. Trong nháy mắt tiến vào, hắn bắt đầu lặng yên phân tích tòa trận pháp này. Dịch đạo suy tính không tiếng động, ngọc bản ghi chép, chỉ mấy hơi thở, toàn bộ trận pháp ở trước mặt hắn liền không có bí mật. Lặng yên chui vào sơ hở của trận pháp, rất nhanh đã xuyên qua khu vực trận pháp bao phủ, đi tới chỗ sâu trong động thiên. Đập vào mắt là một tòa cung điện khổng lồ, nằm trong mảnh cung điện này, trung tâm động thiên. Mùa đông cũng không tính là lớn, đường kính không quá 10 dặm, độ dày tinh khí cũng không tính là quá cao. Mấy cái chớp mắt cũng đã đi tới chỗ cung điện to lớn. Thông qua yên lặng quan sát, hắn phát hiện bên trong có mấy chục vị tu sĩ, một vị cao nhất là cấp bậc nguyên thần, thực lực không khác gì với phục chế thể của hắn. Không làm kinh động những người này, hắn cẩn thận, từng ly từng tí tiến vào cung điện, rất nhanh đã tìm được nơi giống như tàng kinh các. Chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn, liền dễ dàng xuyên qua phong tỏa của tàng kinh các. Trong tàng kinh các là lít nha lít nhít thư tịch, liếc mắt nhìn lại đã vượt qua mấy chục vạn sách. Những thư tịch này đã được hắn ghi vào ngọc bản, tiếp theo lại có dịch đạo tiến hành ghi chép cẩn thận.
Rất nhanh hắn đã thăm dò rõ ràng tất cả tình huống của toàn bộ thế giới. Ba vị tiên nhân trong thế giới Tam Nguyên cũng không phải sinh trưởng ở địa phương. Bọn họ toàn bộ đều là từ bên ngoài mà đến, đã từng bộc phát chiến tranh, nhưng rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị. Thời gian bọn họ đến là ở thế giới này thành hình không lâu, sinh vật thần thoại cũng chưa sinh ra bao nhiêu. Sau khi thu phục một nhóm sinh vật thần thoại, bọn họ tiêu diệt tất cả kẻ xâm nhập. Sau đó xây dựng hệ thống kỳ lạ hiện tại. Thông qua việc thiết lập động thiên ở mỗi thành thị, hấp thụ tinh khí dư thừa của chúng sinh trên thế giới, xây dựng đạo thống tu hành, sau đó chế định vương triều 300 năm đổi một lần. Cốt lõi của bộ thể chế này chính là 16 chữ. Tu hành căn, vương triều thay phiên, tinh khí cân bằng, thế giới phát triển. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1447, khó có thể xâm lấn, vạn độc thế giới. Lấy căn cơ tu hành, khống chế sinh mệnh nhân loại bình thường không ngừng đổi mới, tránh cho oán hận tích lũy quá độ, chế tạo ra lượng lớn quái dị. Lợi dụng động thiên đạt tới cân bằng tinh khí, xúc tiến thế giới phát triển. Ở cùng lúc giảm bớt oán hận, còn có thể duy trì địa vị vĩnh viễn chí cao vô thượng của bọn họ. Cũng để cho sinh mệnh nhân loại tầng dưới chót vĩnh viễn có cơ hội tấn thăng, còn muốn xúc tiến thế giới không ngừng phát triển. Đây hiển nhiên là một thể chế khác trải qua tính toán nghiêm ngặt chế định, tuy rằng không cường đại bằng thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống. Nhưng cũng gần như đã làm được vận dụng thể chế cực hạn, gần như hoàn mỹ có đủ năng lực có thể duy trì phát triển. Lý Thanh cảm nhận được thể chế bên trong thế giới Tam Nguyên, không khỏi cảm khái. Anh hùng thiên hạ, đúng như cá giếc sang sông. Luôn có người có thể nghĩ đến con đường tiền nhân chưa nghĩ ra, lại đem các loại thể chế khác nhau tổ hợp thành một bộ thể chế quái dị tan rã tồn tại căn cơ này. Nhưng muốn cấu thành bộ thể chế này, điểm quan trọng nhất chính là phải chấp hành ngay từ khi thế giới mới bắt đầu. Lúc mới bắt đầu nhất phải ngăn chặn oán hận và các loại tích lũy tâm tình tiêu cực, nếu như là ở một thế giới đã phát triển rất nhiều năm. Quái dị đã phát triển, như vậy hệ thống này cũng không có tác dụng. Nhưng mà có thể bổ sung hệ thống tiến vào tam giới thiên đạo luân hồi, tiến thêm một bước khống chế nguy hại do tinh khí tạo thành. Nhưng mà tam nguyên thế giới này kiên cố như kim thang, không cách nào đạt được thiên mệnh của người chết, ta nghĩ ở chỗ này không có khả năng đối kháng tiên nhân. Chỉ có thể lợi dụng chư thiên văn minh Trường Hà đại quy mô tiến hành đồng hóa, tận khả năng khống chế tầng dưới chót của bọn họ, chuẩn bị cho đại chiến tiếp theo. Trong nháy mắt, phục chế thể của Lý Thanh biết trước mắt có thể làm những gì ở đây. Thể sao chép bắt đầu im ắng tìm kiếm mục tiêu ở trong tòa động thiên này. Tất cả tu vi thấp hơn hắn đều bị hắn cưỡng ép tẩy não trong khoảng thời gian ngắn. Tiếp theo, chợt lóe lên liền rời khỏi nơi này. Rất nhanh tất cả cao tầng trong thành thị này toàn bộ bị khống chế, đồng thời bố trí tai mắt. Sau đó, hắn tung người nhảy lên, đi về phía thành thị khác. Chỉ trong 12 canh giờ ngắn ngủi, phục chế thể đã vượt qua hơn vạn dặm, độ hóa vượt qua hơn vạn cao tầng hoàng triều phàm nhân. Liên quan đến tu sĩ có chừng 1.500 người, toàn bộ đều là tu sĩ dưới nguyên thần. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, phục chế thể đã biến thành hư vô. Thế giới quá khứ, hiện tại tất cả tin tức đã rơi vào tay Lý Thanh. Bên ngoài tam nguyên thế giới, ánh mắt của quá khứ lại khóa chặt ba thế giới khác đang dây dưa với thế giới này. Ba thế giới kia lại khác, có thể nhìn thấy bóng tối dày đặc thâm thúy, hiển nhiên đã tích lũy bóng tối thâm thúy, là nơi chân chính có thể động tay chân. Chọn lựa một thế giới bao phủ trong một mảnh mộng ảo quang huy, quá khứ nhanh chóng tới gần. Bất quá một canh giờ, hắn đã đi tới bên ngoài phiến thế giới như mộng như ảo bao phủ kia. Thế giới này rất kỳ lạ, tới gần nơi này, Lý Thanh cảm thấy tâm linh của mình dường như bị một loại sức mạnh nào đó ảnh hưởng. Lực lượng này dường như có thể vặn vẹo tư duy và nhận thức, khiến trong lòng hắn bỗng dưng sinh ra các loại ảo giác. Đây là lực lượng phát ra từ hào quang bao phủ bên ngoài thế giới, một loại logic liên quan đến tầng dưới chót của tâm linh. Lý Thanh lập tức cảnh giác. Logic ở tầng đáy của tâm linh là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Không có phương pháp chống cự, chỉ cần bị ảnh hưởng thì chắc chắn phải chết. Chư thiên văn minh Trường Hà điên cuồng chấn động trong tâm linh hắn. Thật vất vả mới thanh trừ toàn bộ ảnh hưởng trong tâm linh. Ẩn giấu ở trong hư không, quá khứ yên lặng nhìn thế giới này, hắn hơi nhíu mày, cảm thấy phục chế thể của mình rất khó xâm nhập.
Một cỗ logic phương diện tâm linh này phân tán đến mỗi một góc của mặt ngoài thế giới, chỉ cần phục chế thể của hắn tới gần, nhất định sẽ bị lực lượng tâm linh ảnh hưởng. Đối phương rất có thể thông qua loại ảnh hưởng này trực tiếp khóa chặt phục chế thể, logic của tâm linh sẽ trực tiếp nối liền tâm linh đối phương, để đối phương có đặc điểm sâu sắc phát hiện kẻ xâm nhập. Dịch đạo không ngừng thu thập những sóng tâm linh này, đồng thời suy tính đặc tính trong đó. Tầng dưới chót này che giấu ở trong hào quang, vô cùng bí ẩn mà khó có thể phát hiện. Quá thân cũng căn bản không thể nhìn thấy những tin tức logic căn bản này, chỉ có thể thông qua hiện tượng mặt ngoài tiến hành phân tích tình huống. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu, thế giới này không dễ xâm nhập. Cần một lượng lớn thời gian phân tích logic tầng dưới chót, tìm ra sơ hở mới có thể lèn vào. Trong kho dữ liệu của Lý Thanh đã có thêm hai thế giới khó có thể xâm lấn. Người chết thiên mệnh cũng không phải tuyệt đối có thể dùng được, cũng không phải tất cả thế giới đều có thể âm thầm lẻn vào phá hoại. Kế hoạch xâm lấn thế giới còn phải tồn tại phương hướng cứng đối cứng. Thân ảnh hơi lóe lên, hắn hướng về thế giới thứ hai trong ba thế giới mà đi. Thế giới kia cũng tràn ngập quang huy đủ mọi màu sắc, nhưng cũng không mông lung, mà là một loại màu sắc rực rỡ, để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy buồn nôn. Ở trên thế giới kia có một bóng người khổng lồ. Thân ảnh kia phảng phất như là do vô số độc trùng cấu thành. Có một cái đầu người quỷ dị, nửa người trên của hắn có chút tương tự với bọ cạp, nửa người dưới treo một cái túi to lớn, nhìn qua giống như một bộ phận của nhện, mà đuôi của hắn có hai cái. Một nửa thân thể của một con rết, một cái khác là đuôi của bọ cạp, trên người hiện đầy vảy quái dị đủ mọi màu sắc. Rất nhiều chất lỏng đủ mọi màu sắc từ trên người hắn không ngừng tiết ra, giống như hải dương bao trùm toàn bộ thế giới, đồng thời ở trong hư không biến thành một dòng lũ đủ mọi màu sắc. Quá thân ở trong hư không cẩn thận ẩn giấu, rất nhanh liền tiếp cận mặt sau của mảnh thế giới này. Sau khi tới đây, phục chế thể cẩn thận thi triển hư không du đại thiên, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Ba vị tiên nhân của thế giới Tam Nguyên phát động công kích, cùng cường giả cấp tiên nhân của ba thế giới tiến hành một vòng cách không đả kích. Trong hư không tràn ngập ánh sáng truy nã, phục chế thể nhân cơ hội này đâm đầu vào trong nọc độc màu sắc rực rỡ. Bởi vì có hư không cách trở, những nọc độc này cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với nó. Thỉnh thoảng có một ít nọc độc có thể tiến vào tầng diện không gian đặc thù, cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng đối với hắn. Thể phục chế thuận lợi tiềm nhập vào thế giới. Độc vật đủ mọi màu sắc tràn ngập mỗi một góc thế giới. Đủ loại kịch độc đã biến nơi này thành thế giới tử vong. Các loại bào tử quỷ dị lơ lửng trong không khí tạo thành từng mảng lớn sương mù, ánh mắt của phục chế thể hơi nhìn kỹ một chút. Hắn phát hiện những bào tử này đều là những bào tử nhỏ bé đến cực điểm cấu thành quái dị. Từng khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, xúc tu nhỏ bé như đang tìm kiếm tất cả những thứ có thể dựa dẫm vào. Chỉ nhìn thôi, trong lòng hắn đã có một loại bản năng ác hàn. Phục chế nhanh chóng rơi xuống đất, mặt đất hoang vắng, chỉ là sinh trưởng các loại, độc vật quái dị vặn vẹo. Những thứ này có cái là hình tượng thực vật, có cái là hình tượng động vật, nhưng tất cả đều có các loại màu sắc diễm lệ khác nhau. Chương 1448, Thế giới linh tộc, dung hợp đại địa. Trong ánh mắt của phục chế thể, toàn bộ thế giới liếc nhìn lại đều bao phủ trong xương độc vô cùng vô tận đủ mọi màu sắc. Tầm nhìn sẽ không vượt qua trăm trượng, ở ngoài trăm trượng sẽ trở nên mơ hồ trong vô số sương mù. Thể phục chế cẩn thận bắt đầu tìm kiếm, hắn muốn thu thập tin tức cơ bản của thế giới này. Thể phục chế chỉ có lực lượng cấp bậc nguyên thần, không thể thi triển logic văn minh, giai đoạn đầu chỉ phụ trách nhiệm vụ điều tra. Giống như một đạo hư ảnh, xẹt qua trên mặt đất. Khắp nơi tràn ngập kịch độc quái dị, chém giết lẫn nhau tạo thành một chuỗi thức ăn kỳ lạ. Ước chừng qua nửa canh giờ, phục chế thể không ngừng tìm kiếm phát hiện mục tiêu. Một tòa phế tích thành thị xuất hiện trong mắt của hắn. Tòa thành thị này đã bị vô số thực vật quái dị và thứ giống như nấm chiếm cứ. Phục chế thể cẩn thận từng ly từng tí sờ vào trong đó, liếc mắt liền thấy được tình huống trong thành thị này. Trong thành thị đại lượng kiến trúc đều đã tổn hại, nhưng trên tất cả kiến trúc tổn hại đều bao trùm một tầng chất lỏng trơn nhẵn quái dị. Nhìn kỹ lại, tất cả đều là những thứ giống như những cây nấm nhỏ. Chúng nó còn bay ra lượng lớn đồ chơi giống như bào tử, tràn ngập các ngõ ngách trong thành thị. Trên mặt đất, trên mặt tường thỉnh thoảng có các loại độc trùng quái dị leo lên. Ví dụ như một thứ giống như bàn tay người, ở vị trí khuỷu tay sinh trưởng ra một cái miệng khổng lồ của vực sâu, không ngừng phun ra khói đen nhàn nhạt.
bàn tay này đang chém giết với một cái đầu quái dị. Đầu người kia là đầu người, nhưng tướng mạo vặn vẹo hung ác, trong miệng tràn đầy răng nanh, từ vị trí cổ mọc ra 8 cái chân bén nhọn, tóc càng là biến thành vô số xúc tu vặn vẹo. Lúc này, xúc tu trên đầu đã cuốn lấy bàn tay, cái miệng hung ác đang không ngừng cắn xé thân thể đối phương. Chém giết tàn khốc kết thúc rất nhanh, bàn tay này bị đầu nuốt vào toàn bộ. Phục chế thể chỉ yên lặng nhìn, rất nhanh hắn đã tìm được nơi cất giấu sách trong thành thị này. Trên những cuốn sách này mọc đầy những cây nấm quái dị, nhưng cũng chính vì những cây nấm này mà chúng được giữ lại. Phục chế thể rất nhanh từ trong những quyển sách này ghi vào tin tức. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, nguyên trạng của một thế giới hiện ra trong mắt hắn. Nơi này là một thế giới phi nhân loại, dân bản địa là một loại sinh linh trí tuệ tự xưng là linh. Hình thể của chúng nó tương tự như nhân loại, nhưng toàn thân đều tràn ngập một loại lông tơ màu xanh. Mi tâm mọc ra con mắt thứ ba, có thể để cho bọn họ nhìn thấy rất nhiều thứ mà nhân loại bình thường không nhìn thấy được. Chính vì loại thị giác đặc thù này, bọn họ nhanh chóng phát triển ra văn minh đặc biệt của mình. Bọn họ có thể câu thông với tồn tại nhìn không thấy, từ đó đạt được lượng lớn tri thức. Nhưng cũng chính bởi vì những kiến thức này mang đến tai nạn cho bọn họ. Quái dị dần dần xuất hiện trong lịch sử của bọn họ, mà bọn họ cũng phát triển ra phương pháp tu hành của mình, đối kháng quái dị xâm lấn. Kết cục đương nhiên là thất bại, một loại quân chủ quái dị tên là Vạn Độc xuất hiện. Nó có trí tuệ, phát động một trận tập kích diệt sạch tất cả. Vô tận quái dị bao phủ toàn bộ thế giới, sau đó không có bất kỳ ghi chép nào. Lý Thanh cẩn thận điều tra tin tức liên quan tới Vạn Độc, xác định bản chất quái dị của logic trí tuệ đối phương. Logic của nó chủ yếu là kịch độc, có thể lợi dụng kịch độc đạt thành đủ loại mục đích. Ví dụ như có thể dùng kịch độc khống chế sinh linh hủ hóa. Trong linh tộc, từng có không ít cao tầng bị bắt, bị hủ hóa biến thành một thành viên quái dị. Bọn họ bảo lưu trí tuệ, trở thành linh gian. Sau khi có một số hiểu biết về thế giới này, Lý Thanh có thể xác định thế giới này thích hợp để phát triển hắc ám thiên mệnh. Quá khứ thân thi triển pháp thuật, trong một lần va chạm của 6 vị tiên nhân cấp, lặng yên không một tiếng động tiến vào thế giới này. Sau khi tiến vào thế giới, quá khứ cẩn thận lẻn vào lòng đất. Hắn muốn tìm một nơi tương đối bí ẩn, cách xa chỗ logic của đối phương, tận khả năng lặng lẽ tích lũy hắc ám. Dưới mặt đất là một nơi vô cùng tốt, bởi vì nơi này là khu vực có logic vững chắc nhất thế giới. Dù cho thế giới hiện tại gần như hoàn toàn bị sức mạnh quái dị của logic trí tuệ bao phủ, nhưng dưới mặt đất vẫn không có địa phương bị ăn mòn. Rất nhanh hắn liền đi tới chỗ sâu trong lòng đất, nơi này có nham tương vô tận, lực lượng thế giới đang phun trào ở trong đó. Quá khứ yên lặng thi triển logic của văn minh, tràn ngập ra 4 phương 8 hướng. Đám người chết của linh tộc, ta là chủ văn minh, là tồn tại mang đến văn minh cho tất cả sinh mệnh. Đối với tất cả sinh mệnh đều báo thù, thế giới của các ngươi đã bị hủy diệt, nếu như các ngươi muốn báo thù, liền hướng ta mà đến đi. Các ngươi chắc chắn sẽ đạt được ước muốn, sau khi các ngươi báo thù sẽ có cơ hội sống lại. Vô số tin tức giống như nước lũ truyền bá ra ngoài, nhanh chóng truyền bá trong thế giới kịch độc hắc ám này. Chấp niệm hắc ám ở khắp mọi nơi, giữa chúng nó cũng có một loại cộng hưởng kỳ diệu nào đó. Theo logic của văn minh xuất hiện, chấp niệm hắc ám tĩnh mịch dường như sinh ra một chút dao động. Bọn họ cảm nhận được ánh sáng hy vọng, đây là ánh sáng báo thù vãn hồi tất cả. Báo thù, báo thù, báo thù, giống như virus truyền bá, những bóng tối này nhanh chóng chìm xuống, chui vào trong lòng đất. Liên kết với logic văn minh đang khuếch tán dưới lòng đất. Trong dung nham sâu nhất dưới lòng đất, vô số hắc ám mãnh liệt ập đến. Dần dần, một hồ nước hắc ám xuất hiện ở phía trên nham tương, nó còn đang không ngừng khuếch trương. Những hải dương hắc ám này hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, sức mạnh dung nham cũng không cách nào tổn thương mảy may. Đây là bóng tối do chấp niệm bất diệt hội tụ, là phẫn nộ của vô số người chết trong thế giới linh tộc lưu lại. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có vô số sinh mệnh khác, đều là sinh mệnh chết bởi bàn tay quái dị. Không quá nửa ngày, một hải dương hắc ám to lớn xuất hiện ở sâu trong dung nham dưới lòng đất. Vùng biển này và mặt đất dường như hòa thành một thể, trong mặt đất, thấm vào trong biển do chấp niệm hắc ám cấu thành. Nhưng mà, cái mảnh hắc ám này chỉ chiếm 1/10 thể lượng của toàn bộ thế giới. Có ảnh hưởng đối với thế giới, nhưng không nhiều. Sở dĩ thể lượng không lớn, nguyên nhân là do sinh mệnh đại hủy diệt của thế giới này phát sinh trong khoảng thời gian ngắn. Ở thời đại trước đó,
mặt tối tích lũy cũng không tính là quá nhiều. Cũng không giống như thế giới linh uẩn, không ngừng thu gặt phàm nhân, tích lũy quá nhiều hắc ám, trực tiếp đạt đến 1/3 thể lượng của thế giới. Nhưng cho dù như vậy, sau khi thể phục chế hòa bóng tối và mặt đất này thành một thể, cũng cho mặt đất năng lực chống cự càng mạnh mẽ hơn. Phục chế thể vào lúc này cũng đạt được thân phận thiên mệnh của người chết, hắn bây giờ đã là đại biểu bản năng của thế giới này. Hắn chậm rãi mở tay ra, một hạt giống tín ngưỡng xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ám thiên mệnh trên người hắn liền chuyển rời đến trên hạt giống tín ngưỡng này. Ngay sau đó, hạt giống tín ngưỡng dung nhập hắc ám chi thủy, vô số chấp niệm hủy diệt, mang theo một loại ý niệm cộng đồng rót vào hạt giống tín ngưỡng. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1449, Thiên mệnh của người chết, hắc ám nhất thể. Hạt giống tín ngưỡng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, biến thành một vị thần linh đen xì. Một sợi ấn ký tinh thần của Lý Thanh khống chế toàn bộ tín ngưỡng hóa thân, nhưng hóa thân này là do tất cả người chết tạo thành. Mục tiêu chủ yếu trong tương lai của hắn chính là báo thù mới có thể tiếp tục duy trì tồn tại. Tín ngưỡng hóa thân hội tụ thiên mệnh của người chết, lại hấp thu vô số lực lượng chấp niệm hủy diệt, trực tiếp đạt đến chiến lực cấp bậc pháp tướng đỉnh phong. Logic văn minh từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra, giống như mạng lưới, cấp tốc cấu kết đến vô số logic trong đại địa. Ta là chủ văn minh, là thiên mệnh của người chết vô tận, ta tuyên thệ với thế giới, chắc chắn hội tụ lực lượng của thế giới và người chết, đánh bại quái dị logic trí tuệ, đoạt lại quyền khống chế thế giới. Mời thế giới ban tất cả sức mạnh còn sót lại cho ta, ta là hy vọng duy nhất của bản thế giới. Giờ khắc này, lực lượng logic của văn minh câu thông đến logic và vật chất của thế giới còn chưa bị ô nhiễm khống chế này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều đang chấn động kịch liệt. Trong mặt đất còn chưa bị ô nhiễm logic, giống như bị một loại nào đó khởi động, điên cuồng tràn ngập về phía logic văn minh. Logic của nền văn minh bao dung hết thảy, đâu vào đấy tiếp thu logic thế giới còn sót lại, một mạng lưới thật lớn bao trùm dưới mặt đất. Vô số hải dương hắc ám bắt đầu khởi động trong mạng lưới logic. Biến cố to lớn cũng khiến cho logic quái dị, vạn độc chú ý. Thứ gì? Vạn độc vẫn luôn ở ngoài thế giới, hắn đột nhiên cúi cái đầu khổng lồ vặn vẹo của mình xuống. Một đôi mắt nhìn về phía bên trong thế giới. Hắn kinh ngạc phát hiện, logic nội bộ thế giới đang phát sinh biến động kịch liệt. Tất cả logic không bị ô nhiễm, vào giờ khắc này tựa như đều rút vào trong lòng đất. Một mạng lưới logic khổng lồ xuất hiện trong lòng đất. Tầng dưới chót của hắn tràn ngập xương độc, đang bị đuổi ra khỏi mặt đất. Một khu vực hoàn toàn không bị nó ảnh hưởng khống chế đang được thành lập. Nhưng ngay khi hắn cúi đầu quan sát, một đạo logic băng hàn thấu xương ở phương xa, hóa thành một đạo quang huy to lớn bao phủ về phía hắn. Đối mặt với nguy cơ trước mặt, vạn độc chỉ có thể lập tức ngẩng đầu lên, dồn tất cả lực lượng vào việc ứng phó với chuyện sắp xảy ra. Hắn há mồm phun một cái, một mảnh sông dài đủ mọi màu sắc cực lớn, quét về phía hàn quang đầy trời. Hai cỗ lực lượng va chạm kịch liệt, làm hao mòn lẫn nhau, để lại trong hư không một mảnh gợn sóng khuấy động. Lúc này, đại địa của thế giới linh tộc đang phát sinh biến đổi lớn. Mặt đất trở nên hơi ẩm ướt, một mảnh màu đen thuần túy đang từ dưới mặt đất chậm rãi thẩm thấu ra. Đây là bất diệt chấp niệm biến thành hắc thủy, trong đó còn có logic của văn minh và mạng lưới logic của toàn bộ thế giới. Một tia sương mù đủ mọi màu sắc bị ép ra, một lần nữa hóa thành bào tử sương mù. Khóe miệng hóa thân tín ngưỡng hơi lộ ra mỉm cười. Lần trước đối mặt với thế giới hắc ám, quá trình hắn muốn ngưng tụ hắc ám hải dương bị đối phương lợi dụng vô số quái dị cưỡng ép cắt ngang. Lúc đó hắn đang suy nghĩ làm sao tránh khỏi loại tình huống này xuất hiện lần nữa. Cho nên chiến thuật của hải dương hắc ám đã xảy ra biến hóa lần thứ hai. Lần thứ hai biến hóa chính là lợi dụng trong thế giới hoàn toàn hủy diệt, mình là thân phận người chết duy nhất, tất nhiên được toàn bộ thế giới tán thành. Như vậy phát ra tuyên ngôn cứu thế với thế giới, thu nạp lực lượng còn sót lại của toàn bộ thế giới. Lợi dụng logic của văn minh, đem lực lượng còn sót lại của thế giới cùng hải dương hắc ám hòa làm một thể, chế tạo thành một khu vực logic độc lập. Lấy thể lượng tàn dư của thế giới và thể lượng của hải dương hắc ám làm căn cơ, lấy logic văn minh làm khung xương, logic của thế giới khác là máu thịt, bện thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, tương đương với ở
bên trong thế giới chế tạo ra một cái thế giới thứ hai, thành lập một cái căn cứ cấp thế giới. Theo căn cứ này được thành lập, kế tiếp còn có kế hoạch bước thứ hai. Nhưng đây là kế hoạch bước thứ hai, là vì chuẩn bị cho thân thể của Bách Đại Thế Giới biến thành thân thể quá khứ và thân thể tương lai. Quá Thân thấy kế hoạch của mình hoàn thành, khóe miệng nở một nụ cười, lặng lẽ rời khỏi thế giới này. Chỉ để lại Hóa Thân của Tín Ngưỡng Hắc Ám, chủ trì toàn bộ đại cục. Lúc này căn cứ hắn sáng tạo đã chiếm cứ 1/3 thể lượng của thế giới này, cũng sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với thế giới. Hắn đi về phía thế giới thứ ba bị quái dị logic trí tuệ chiếm cứ. Trong hắc ám hư không, trên trăm thế giới càng ngày càng gần, tối đa còn có 3-4 tháng, chúng nó sẽ bộc phát xung kích kịch liệt. Nhưng trùng kích này sẽ là lục tục ngo ngoe bộc phát, nhưng đây không phải điều Lý Thanh muốn. Hắn cần chính là trăm thế giới đồng thời bộc phát va chạm, đem nhân quả tràn ngập đến cực hạn. Chuyện này cùng kế hoạch hắn tiến hành chặt chẽ không thể tách rời. Lúc này, quá khứ đã lặng lẽ đi tới thế giới quái dị có logic trí tuệ thứ ba. Hắn đi một vòng tròn lớn, từ sau lưng tiếp xúc với thế giới này. Khi hắn đi vào thế giới này, đầu tiên chính là cảm ứng được logic tầng dưới chót phát ra mặt ngoài của thế giới này. Rất nhanh hắn liền nhíu mày thật sâu, logic của thế giới thứ ba này có liên quan đến nguyền rủa. Là một loại logic tầng dưới chót rất đáng sợ, chỉ cần dính vào, bị đối phương thu lấy một tia khí tức, cho dù cách vô số khoảng cách, đối phương cũng có thể phát động nguyền rủa. Nguyền rủa cấp bậc tiên nhân cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Quá khứ thân lập tức ý thức được thế giới này nguy hiểm, muốn đi vào nhất định phải càng thêm cẩn thận. Sau khi thoáng suy tư, hắn vẫn phái ra phục chế thể, tiến hành thử trước. Lại một lần 6 vị tồn tại cấp bậc tiên nhân va chạm trong hư không. Phục chế thể thi triển hư không du đại thiên, không tiếng động xâm nhập vào bên trong thế giới. Tầng dưới chót của lời nguyền là logic vờn quanh thế giới, phục chế thể ẩn nấp trong hư không cẩn thận cảm nhận bốn phía. Chỉ cần lực lượng logic tầng dưới chót có xâm nhập, hắn nhất định phải lập tức tan rã bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, phục chế thể đột nhiên giải thể. Một cỗ chớ chú vô hình tựa hồ đã nhận ra hắn ẩn thân hư không, đã xâm nhập vào. Không có bất kỳ do dự nào, hắn trực tiếp lựa chọn tan rã. Cảm nhận được nhiệm vụ thất bại, quá khứ bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn xâm lấn nơi này, nhất định phải tìm được phương pháp khắc chế logic của lời nguyền trước đã. Kế tiếp phải xem biểu hiện của những người khác. Quá thân cẩn thận trốn trong hư không, yên lặng thu thập tin tức từ tầng dưới chót của lời nguyền. Từng chút xây dựng, chờ đợi ngọc bản trở lại như cũ toàn bộ ảo diệu của logic tầng dưới chót. Sau đó, hắn mới có thể lẻn vào trong đó, bố trí kế hoạch của mình. Lúc này, các thế giới lớn nhỏ khác nhau cũng đang phát sinh dị biến. Tôn Càn Khôn cũng đã bước chân vào cấp bậc thần hồn. Lúc này hắn ngồi trên một chiếc thần toa xuyên toa trong hư không. Đây là một kiện đạo khí, có thể bộc phát ra lực lượng logic tầng ngoài, là được cố ý chế tạo ra. Hắn đã ở trong hư không phi hành 7 ngày, vượt qua khoảng cách gần 100 vạn dặm. Lúc này, hắn đã đi tới một thế giới cũng không quá lớn. Tương tự như thế giới chinh phục ban đầu của bọn họ. Thế giới này tràn ngập trình độ bóng tối tương đối, giống như mạng lưới nhện trải rộng khắp các nơi trên thế giới. Tôn Càn Khôn khống chế thần toa đâm đầu vào. Trong nháy mắt khi tiến vào trong đó, bốn phía đã hiện đầy mây đen. Lôi vân hướng về thần toa thổi quét đến, vô số sấm sét đã mang nó bao phủ. Chương 1450, Thiên Ưng Thần Vương, lẻn vào căn cứ. Tôn Càn Khôn lúc này dựa vào hào quang logic tràn ngập bề ngoài của thần toa. Chống đỡ vô số sấm sét rơi vào trên thần toa, cũng nhanh chóng lợi dụng logic tầng ngoài tiến hành cắn nuốt. Những thần toa có thể vượt qua hư không này đều được chế tạo đặc biệt. Tầng ngoài logic trong đó toàn bộ là một loại cắn nuốt tan rã. Có thể thôn phệ bất kỳ loại lực lượng nào, sau khi chuyển hóa tan rã biến thành lực lượng có thể sử dụng. Sau khi vô số lôi quang bị thôn phệ, nhanh chóng tiến hành chuyển hóa trong logic, tiến vào bên trong thần toa. Bên trong loại hư không thần toa này có một động thiên loại nhỏ. Những động thiên cỡ nhỏ này đều được đào tạo đặc thù, chuyên chở số lượng đạo binh nhất định, số lượng ước chừng khoảng 1 vạn. Rất nhanh hư không thần toa đã hạ xuống mặt đất, một tầng khí tức kỳ diệu từ trong đó tràn ngập ra. Hư không thần toa nhanh chóng biến thành một mảnh hư ảo, đây là loại công năng thứ hai của nó, hoàn toàn che giấu tất cả khí tức. Rất nhanh sấm sét trên bầu trời chậm rãi tiêu tán, hư không thần toa đã hoàn toàn che giấu tung tích. Lúc này,
trưởng khống giả của thế giới này, một vị tu sĩ cấp bậc trường sinh, cau mày nhìn về phía phương hướng hư không thần tòa hạ xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được hư không biến hóa, chuyện gì xảy ra? Có thứ gì đó xâm lấn sao? Vị tồn tại cấp bậc trường sinh này là một sinh vật thần thoại. Nó ở vào nơi cao nhất của thế giới này, nơi này có một tòa cung điện màu vàng kim to lớn. Hắn có hai cánh trên lưng, mọc ra một cái đầu như diều hâu, toàn thân tựa như được đúc bằng vàng ròng, mặc một bộ giáp trụ hoàng kim, tràn ngập uy nghiêm vô hạn và ánh sáng thần thánh. Hắn là thần, thiên ưng thần vương của thế giới này. Trong cung điện, có không ít thứ lóe ra màu sắc hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, nửa người nửa ưng. Đây đều là huyết mạch chiến sĩ của hắn, được ban thưởng huyết mạch, bước lên con đường tu hành. Ở trong mắt phàm nhân, bọn họ chính là bán thần, là người hầu phụng dưỡng thần linh. Ánh mắt thiên ưng thần vương nhìn về phía một vị bán thần toàn thân tràn ngập ánh sáng màu bạc. Lập tức phái ra quân đội, tiến về phương Bắc điều tra, có người dị vực xâm nhập, phát hiện xong trực tiếp bắt tới trước mặt ta. Vị bán thần màu bạc này cung kính quỳ một gối xuống đất, tay phải xoa ngực nói, vâng, thần vương vĩ đại. Bán thần màu bạc xoay người rời khỏi cung điện. Một đoàn nhân loại mọc ra cánh, trong đó xen lẫn một ít đại quân đầu ưng thân người, từ dưới sơn mạch đằng không mà lên, hướng về phương Bắc xa xôi mà đi. Trong đại quân này mơ hồ có thể nhìn thấy một vài bán thần lóe ra màu sắc sắt đen, đồng xanh, bạc trắng. Tôn Càn Khôn điều khiển hư không thần toa xuyên qua mặt đất. Rất nhanh đã tìm được tòa thành thị thứ nhất, tòa thành thị này cũng không lớn, liếc nhìn lại tung hoành bất quá hai dặm. Trong thành thị có kiến trúc rậm rạp chằng chịt, chỉ có điều cấp độ rõ ràng, tận cùng bên trong là một tòa thần miếu to lớn. Thành thị không ngừng khuếch tán ra bốn phía, kiến trúc cũng từ hoàn mỹ tinh xảo dần dần trở nên dơ bẩn và cũ nát. Chỉ là thoáng quan sát, Tôn Càn Khôn đã tìm được điểm phá cục. Ha ha, xem thế giới này do văn minh gì cấu thành trước đi. Sau đó nhanh chóng thành lập tín ngưỡng của chủ văn minh. Trong ánh mắt tràn ngập một tia lạnh lẽo, hư không thần toa nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp tiến vào lòng đất của tòa thành thị này. Lấy hư không thần toa làm trung tâm, nhàn nhạt thôn phệ logic tràn ngập, sâu trong lòng đất trống rỗng xuất hiện một cái hang động đường kính chừng 10 trượng. Hư không thần toa nhanh chóng rơi xuống đất, Tôn Càn Khôn từ trong đó đi ra. Vung tay lên, xuất hiện đầu tiên là pho tượng chủ văn minh. Trong pho tượng có một đạo tín ngưỡng hóa thân hạt giống. Lực lượng logic của nền văn minh không ngừng chậm rãi tràn ngập từ trong hạt giống hóa thân tín ngưỡng. Phạm vi bao phủ của logic cũng không lớn, chỉ vừa mới mở rộng khoảng 10 trượng. Những người chết bị khuất nhục, ta là chủ văn minh, mang đến quang minh và hy vọng cho các người. Người tín ngưỡng ta chắc chắn sẽ báo thù cho người đó. Logic văn minh tản ra tin tức về bốn phía. Một tia bóng tối thâm thúy từ bốn phía chậm rãi hiện lên, tụ về phía logic văn minh. Bởi vì phạm vi logic của văn minh bao trùm cũng không lớn, hắc ám hội tụ rất chậm chạp. Không gian 10 trượng đào ra từ dưới đất đã dần dần bao phủ trong một mảnh sương mù màu đen rất đạm mạc. Đây đều là chấp niệm oán hận thế giới lưu lại. Theo loại lực lượng này hội tụ, một loại hiện tượng che chắn không tiếng động xuất hiện. Thế giới bài xích, không cách nào tác dụng ở khu vực này. Trong hư không thần toa, hơn vạn đạo binh chậm rãi đi ra, bắt đầu lấy hang động dưới mặt đất này làm trung tâm, lặng lẽ đi tới. Lợi dụng pháp thuật mở ra thông đạo, một căn cứ ngầm đang lặng lẽ xuất hiện. Hắc ám vẫn đang không ngừng tích lũy, Tôn Càn Khôn chỉ huy toàn bộ hệ thống đạo binh, rất nhanh, đã đào ra một căn cứ ngầm to lớn ở sâu dưới lòng đất trăm trượng. Toàn bộ quá trình không có người phát ra bất kỳ thanh âm gì, tất cả hang động dưới mặt đất đều là thông qua pháp thuật đào móc ra. Trong những động quật này đều nhanh chóng cắm lên một cây trận kỳ, tạo dựng ra một mảnh trận pháp mê huyễn, tràn ngập hoàn toàn động quật dưới mặt đất. Tạo thành một loại ảo cảnh mô phỏng. Cho dù có người ở trên mặt đất lợi dụng linh thức tìm tòi dưới đất, cũng sẽ dễ dàng bị ảo cảnh do trận pháp tạo dựng mê hoặc. Hơn vạn đạo binh, mỗi người ở vị trí của mình, toàn bộ căn cứ dưới mặt đất, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian đã hoàn thành toàn bộ. Tôn Càn Khôn lặng lẽ rời khỏi lòng đất, lặng lẽ không một tiếng động đi tới mặt đất. Tiếp theo hắn phải tìm hiểu tin tức thế giới này, bắt đầu giải tín ngưỡng chủ văn minh. Trong mắt Tôn Càn Khôn thi triển vọng khí thuật, liếc mắt liền thấy được hết thảy trong ngoài thành thị. Vị mạnh nhất trong tòa thành thị này là một người đầu ưng toàn thân tràn ngập màu đồng xanh. Ước chừng ở tu vi cấp bậc linh thức, tiếp theo chính là một loại người mọc ra đầu diều hâu cánh màu đen,
kém nhất là nhân loại chỉ mọc ra cánh. Những người này có 3 đẳng cấp khác nhau, tương tự trúc cơ, chân pháp, linh thức. Chỉ là nhìn qua, Tôn Càn Khôn đã biết chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, con đường tu hành huyết mạch sinh vật thần thoại. Đối với hư không, bọn họ đã nghiên cứu tương đối nhiều. Thế giới chủ yếu là do 3 loại cấu thành. Thế giới sinh vật thần thoại, thế giới quái dị, thế giới người tu hành. Sinh vật thần thoại chủ yếu là 2 hệ thống, một cái là đi con đường huyết mạch, một cái đi là con đường tinh thần quan tưởng. Thế giới quái dị là thế giới bị quái dị thống trị thôn phệ. Có thế giới tồn tại quái dị trí tuệ logic, có thế giới thì không tồn tại, hoàn toàn ở trạng thái hủy diệt. Thế giới người tu hành thì có người từ trong hư không đạt được phương pháp tu luyện, dần dần khai phá ra pháp môn tu hành thuộc về thế giới của mình, cuối cùng thành lập đạo hết thảy một thế giới. Nhằm vào thế giới khác nhau, bọn họ đã hình thành phương pháp công chiếm hoàn chỉnh khác nhau. Tôn Càn Khôn nhanh chóng lựa chọn phương án chính xác. Đầu tiên, hắn lóe lên một cái liền đi tới trung tâm tòa thành thị này. Trong thần miếu khổng lồ, có ước chừng 100 vị tu hành giả huyết mạch. Tôn Càn Khôn bị bao phủ trong một mảnh hư ảo, thân ảnh vô hình rất nhanh đã đi tới chỗ sâu nhất trong thần miếu, tìm được người có địa vị cao nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 145 của bộ truyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngượn Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.